Chào mừng anh chị nha. Chào mừng các anh chị đã tiếp tục trở lại sân kênh của mình. Thì hôm nay sau phiên giao dịch mình cũng làm một video. Chúng ta cũng nhau bàn luận về cái thị trường phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta cũng nói về cái kết quả phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị cũng đã biết rồi. Hôm nay là một phiên giao dịch mà cái thanh khoản của nó có thị trường là 35.932 tỷ đồng. Thì cái thanh khoản cũng lớn anh chị nhé, thanh khoản cũng lớn đấy. Và chỉ số VN-Index giảm là 38.9 điểm, tương đương 2.86%. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là một sự giảm điểm rất là kinh khủng, đúng không ạ? Hôm nay là phiên giảm điểm rất kinh khủng, gần 40 điểm, đúng không? Giống như cái năm mà dịch bệnh là Covid đầu tiên năm 29 thì rõ ràng là thị trường rơi 40 điểm, đúng không? Bây giờ là 38.9 điểm. Thế hôm qua thì giảm 1,1%, hôm nay đến 2,86%. Thì cái yếu tố này thì nó đến từ nguyên nhân của nó đến từ nhiều phía. Thứ nhất là khối ngoài thì nó tiếp tục bán ròng, bởi vì chắc chắn là sẽ có nhiều nguyên nhân, nhưng theo các đánh giá cá nhân mình thì họ thấy là cái thị trường Việt Nam, chứng khoán Việt Nam trong cái giai đoạn này rõ ràng là nó có thiếu sự không ổn định, đặc biệt là trên sàn HOSE. Đặc biệt là ví dụ như chỉ số VN-Index, rõ ràng là chúng ta thấy là cái phiên giao dịch ngày hôm nay là cái bảng giá cái chỉ số VN-Index là rõ ràng nó không nhảy, chưa nó không nhảy hợp lệnh, kết quả lệnh thì nó là lung tung, không cho sửa, không cho hủy lệnh, rồi ngoài ra là cái điểm nó không nhảy, chúng ta rất là tù mù trong việc giao dịch, rất khó anh chị đấy. Còn chỉ số VN30 thì hôm nay cũng giảm điểm rất là ghê gớm, đúng không, 45.13 điểm, tương đương 3,04%, là mạnh anh chị nha, 45 điểm. Trong số 30 cổ phiếu rổ viên 30 nó đang có đến 26 mã giảm điểm. Đấy, như vậy chúng ta thấy là 26 mã giảm điểm. Chỉ có 4 mã tăng điểm thôi, đúng không? Đó là RES, BT và Vietjet và Vinamilk. Như vậy rõ ràng cả công lớn ông anh đang giảm hết, giảm nhiều. Và cái biến đồ rưỡi thì rõ anh chị thấy là mở biến rất ghê nhá, anh chị theo nó rõ, anh chị thấy bên này là giảm 2 điểm này, BIDP giảm 2 điểm này, ví dụ CTG giảm 3 điểm này, đúng không, GAT giảm 2,6 điểm đấy. Như vậy thì rõ ràng là chỉ có ví dụ như Masan nó giảm ít, Masan phiên sáng vẫn xanh anh chị nhé, phiên sáng vẫn xanh. Còn MWG cũng giảm ít, giảm 0,1 và phiên sáng cũng xanh, nhưng đến chiều do cái tâm lý thị trường chúng nó xấu quá, cái đó là hai con đang bị kéo xuống đấy. Novaland giảm 2,6, vậy giảm rất nhiều. PNG giảm 3,6. Còn những con tăng đang là nó cũng không nhiều, tăng là 0,2 điểm với 0,3 điểm. STB thì lại giảm sàn. STB. STB thì hôm qua một số nhà đầu tư, anh chị mà xem đến cả video thì anh chị thấy là con này nhiều nhà đầu tư nhảy vào bắt bắt đáy hôm qua. Hôm nay chắc là vỡ mặt rồi đúng không? Hôm nay là vỡ mặt. Techcombank giảm 2,9 điểm. Đấy, giảm rất nhiều anh chị nhé. Trong khi nhưng mà như Vinamilk thì lại là có tăng không được 0,3 điểm. Nhưng mà giảm rất nhiều. Xu hướng là giảm nhiều. Cả trên sàn sàn HOSE, sàn HNX và sàn Upcom đều giảm. Trong khi cả chỉ số đến trên thị trường chứng khoán quốc tế đó, chúng ta thấy là vẫn có sự tăng điểm đúng không? Đấy, và giảm nhẹ đúng không? Còn về chúng ta tổng kết về đánh giá về các sàn thì các cái cổ phiếu trên các ngành như đó, chúng ta thấy nhìn thấy chưa ạ? Rất là chói mắt đúng không? Rực rỡ. Đấy, màu đỏ. Trong mùa hạ mà lại màu đỏ thế này đúng là rất là nguy hiểm đúng không? Cảnh báo là mức độ cháy là rất cao. Đấy, chỉ có các cổ phiếu là nhanh chóng sức khỏe, chắc là dịp này có tiếng, chắc dịp này có liên quan đến dịch bệnh, cho đó là các cổ phiếu nhằm cạnh tranh sức khỏe tăng thì cũng tăng nhẹ đó, tăng 0,48%. Thực phẩm đồ uống cũng tăng. Đấy, thì rõ ràng là những cái vận tải kho biển, như vậy được ba cái lĩnh vực này là tăng điểm thôi, em trong sức khỏe, thực phẩm đồ uống và vận tải kho bãi, cái còn lại là giảm điểm hết, giảm điểm, giảm rất nhiều nhé. Trong khi những con này trong sức khỏe là 0,48, thực phẩm đồ uống 0,13, vận tải kho bãi
1,91. Còn lại là giảm nhiều anh chị nhận giảm nhiều. Thiết bị điện giảm 3,91 này, 19 này. Đúng không? Đấy, giảm rất nhiều. Bất động sản giảm 2%, chứng khoán đặc biệt chứng khoán giảm rất tệ 2 đúng không? Giảm 6,44%. À, ngày khai khoảng thì cả cổ phiếu trong dòng dầu khí hôm qua có sự mà tăng mà giảm, nhìn chung nó có tăng điểm chủ yếu, nhưng hôm nay là giảm 6,5%. Đấy, giảm rất nhiều. Thì rằng là nguyên nhân vì sao dẫn đến yếu tố này đó là cho nhiều yếu tố theo đánh giá của bản thân mình đi. À, do cái thị trường, do cái điều kiện niêm yết các cái thông tin trên sàn, rõ ràng trên sàn HOSE rõ ràng là nó thiếu thông tin, do đó là làm cho nhà đầu tư cảm thấy là bất an trong cái việc đầu tư. Đấy, đặt lệnh mò mẫm giống như là đi đêm mà không có ánh sáng điện ấy. Đấy, rất là nguy hiểm, do đó người ta cảm thấy không an toàn nên người ta rút ra thôi, đúng không? Thứ hai nữa là gì ạ? Thứ hai nữa là trong một quá trình đi lên từ cùng lâu rồi, cùng trong cái chu kỳ đi lên của thị trường đó, chúng ta thấy rồi đó nhỉ, trong quá trình đi lên nó rất là lâu, cũng khá dài. Đấy, trong cái chen lên này rằng nhà đầu tư rõ ràng là đạt được cái mức độ lại cũng rất là ok. Đấy, do đó là giá điểm đoạn này thì do chu cô gảy một phiên, hai phiên, ba phiên, người ta vẫn còn lại rất nhiều, cho người ta bán ra chốt lại thôi, đúng không? Trong khi cái thông tin của trong khi cái hệ thống vận hành của San Jose thì rõ ràng là nó mập mờ, rõ ràng là nó thiếu thông tin, rõ ràng là người ta không thể an tâm, người ta lại không chơi đâu, đúng không? Người ta lại nhiều rồi, rút ra nghỉ ngơi cũng được thôi, đúng không? Bản thân mình cũng vậy. Bản thân mình cũng vậy, giai đoạn này thì bán sạch cổ phiếu là gì nhá. Thì rõ ràng là tâm lý của người chúng ta ai vậy thôi, thiếu an toàn chúng ta rút ra thôi. Quay trở lại về cái nội dung chúng ta, rõ ràng chúng ta thấy là hôm nay nhiều cổ phiếu nhìn rõ ràng là giảm hết, đúng không? Như thế này chúng ta thấy là sắc đỏ như thế này, đốt cháy hoàn toàn sắc xanh đấy. Và cả cổ phiếu Hoa Phát này, Vietcombank, VIX, CTG, Techcombank, GVR, BIDV, MBB, ACB, GAT, như vậy những ông lớn ngành ngân hàng và ông lớn ngành thép, rồi là cả ông lớn của ngành Vin đấy, đây đặc biệt là VIX, rõ ràng là gì ạ? À, và danh nhiều dầu khí GAT rõ ràng là bị bán rất là mạnh, quyết liệt, cháy rực lửa, thì rõ ràng làm cho sắc xanh bị hỏa thiêu, thì rõ ràng là thị trường không thể là tài nào mà đỡ nổi đâu, thì rõ ràng là cái kết quả giao dịch cho nó nói như vậy. Còn chúng ta quay trở lại đối với nước ngoài, hôm nay họ tiếp tục bán ròng đấy, họ tiếp tục bán ròng anh chị đấy, bán ròng liên tục mấy hôm đầu tháng 6 thì có mua ròng được 2 phiên thôi. Hôm nay thì tiếp tục lại quay trở lại bán ròng. Còn chúng ta quay trở lại với ta phân tích về thị trường như thế này anh chị. Thị trường giai đoạn này thực tế ra thì phân tích thì nó khó. Tuy nhiên là đối với cách chơi của nhà đầu tư thì mình thấy là dễ, bởi vì chúng ta giai đoạn này chúng ta rút cổ phiếu ra thôi, rút cổ phiếu ra chuyển thành tiền để nghỉ ngơi, bởi vì là trong một quá trình nhà đầu tư cũng lâu dài, chúng ta cũng căng thẳng theo nhịp đập của thị trường lúc lên lúc xuống, và đặc biệt là sự hứng phấn trong giai đoạn qua đó là chúng ta có rất nhiều lợi nhuận rồi. Đó là dịp này chúng ta rút ra thì cũng ok rồi, đúng không? Cho dù gãy một phiên này, hai phiên này, không chỉ gãy ngày mai gãy tiếp thì chúng ta vẫn có lời lại lợi nhuận. Còn cái thị trường giai đoạn này anh chị, hôm qua gãy rù bò này, hôm nay một phiên gãy này, hai phiên áp thớt này, và cái volume của nó lớn. Cái vốn của nó lớn anh chị nhá. Phiên mới chỉ mới phiên hôm qua thì hơi khó phân tích. Và hôm qua mình trong cái video hôm qua mình có nói thế đó, mình vẫn đánh giá là thị trường sẽ hồi lên thôi. Nhưng mà nó không đi theo kịch bản đó anh chị. Và hôm nay nó là rơi tiếp, và cái khối lượng giao dịch hôm nay là lớn hơn hôm qua. Cái khối lượng giao dịch hôm qua nó nhỏ hơn hôm nay. Đấy, tất nhiên không nhiều. Chứng tỏ đang là dòng tiền đã quyết liệt. Quyết liệt anh chị. Đấy, dòng tiền đã quyết liệt. Thì đó đang là như lúc này mình nói đó là do cái yếu tố về sàn giao dịch, thứ hai là yếu tố chốt lại, do người ta cũng lặt lại nhiều rồi, rõ ràng là nó thể đến mức này người ta không thấy tin tưởng vào thị trường nữa, rõ ràng người ta rút ra, đúng không? Đấy. Và hai phiên gãy thì nó cũng tương tự như dòng phiên này. Anh chị mà theo dõi, anh chị quan sát kỳ, anh chị thấy thế nào? Thấy đây hai phiên này này, hai phiên này anh chị này. Đấy. Thì nó cũng giống với đây, giống với quá trình này đây. Thì kịch bản tiếp theo sẽ thế nào?
kịch bản tiếp theo á thì bây giờ thì dễ đoán rồi, hôm qua thì nó khó bởi vì mới một phiên nhưng hôm nay thì nó dễ rồi anh chị. Kịch bản tiếp theo thì sẽ nó có nhiều khả năng á là nó sẽ hồi lên đây, bắt đầu từ ngày mai nó hồi lên đây, nó hồi lên anh chị, nhưng nó hồi lên giống như giai đoạn này anh chị, nó hồi lên giống như đây đó, nó hồi lên. Tuy nhiên hồi lên là giai đoạn này anh chị lưu ý cho mình, đó là hồi lên để chúng ta bán ra chứ không có hồi lên để chúng ta nhảy mua vào, bởi vì mua vào giai đoạn này là cực kỳ rủi ro anh chị nhé, bởi vì nó có hồi lên như giai đoạn này là để chúng ta bán ra. Và sau khi hồi lên á thì nếu kịch bản giống như phiên này này, giống như giai đoạn này thì nó sẽ rủ xuống đây, nó sẽ rủ xuống đó, như vậy là nó sẽ có sự hồi lên sau đó nó sẽ rủ xuống và nó xuống giống đoạn này, nó sẽ xuống đoạn này. Chúng ta hôm nay thấy thì ghê gớm đúng không ạ, hôm nay chúng ta thấy một sự giảm điểm ghê gớm. Tuy nhiên là nếu mà nó hồi lên chúng ta nhảy vào mua nó xuống đấy tiếp thì lại sự ghê gớm con như con sẽ xảy ra nguy hiểm hơn đối với nhịp hôm nay. Như vậy là kịch bản thứ nhất là nó hồi lên sau đó nó rủ xuống và khả năng này sẽ cao anh chị này, khả năng này sẽ cao. Được chưa? Như vậy thì anh chị theo dõi đối với xử lý đối với cổ phiếu là nó hồi lên á thì sau đó là chúng ta sẽ theo dõi để chúng ta bán ra, hồi lên để bán ra chứ không phải hồi lên để chúng ta nhảy mua vào, và sau hồi lên thì rõ ràng nó sẽ có phiên rủ xuống. Đó là kịch bản thứ nhất, nó giống giai đoạn này, tức là nó hồi lên đây sau đó nó hồi lên đây thì đó là một chủ nhà đầu tư sẽ tham gia vào mua đây rồi tới 3 về được 1 2 3 4 phiên, phiên này giảm rồi. Đấy thì rõ ràng nó rủ xuống đây rồi là gì ạ? Chúng ta sẽ rất là khó trong việc xử lý tài khoản. Anh chị lưu ý nhá. Thì đó là trong quá giai đoạn này nó đang cổ phiếu nếu như ngày mai phiên ngày mai ngày kia mà thị trường hồi lên thì chúng ta để bán ra. Tất nhiên đó là hai phiên nhưng có thể phiên ngày mai giảm tiếp. Đấy. Nó có thể thì có khả năng nó thể quay về vùng này đúng không ạ? Vùng 1.300 đấy. Nó về đi test lại vùng này đấy đúng không, và nó có thể chạm được vùng 1.300 sau đó nó lại quay lên, nó hồi lên đó chúng ta bán ra, để chúng ta bán ra anh chị nhá. Còn kịch bản thứ hai là kịch bản thứ hai đó là cái giai đoạn này thì nó sẽ khó xảy ra hơn, bởi vì bây giờ chắc chắn là nhà đầu tư rõ ràng là ở cái thị trường cái sàn HOSE nó hoạt động thế này thì nó sẽ khó xảy ra hơn, rất khó xảy ra hơn. Đó là gì ạ? Đó nó giảm xuống giống như giai đoạn này. Giảm xuống sau đó nó hồi lên và đi lên luôn, đi lên chạy nút chu kỳ giai đoạn tiếp, chu kỳ tiếp theo. Đấy. Như vậy là nó sẽ hồi lên sau đó nó đánh thẳng lên luôn, thì theo mình đánh giá thì khả năng này sẽ thấp, khả năng này sẽ thấp. Đấy. Bởi vì là bây giờ là nó đang chắc chắn là những nhà đầu tư giai đoạn này người ta rút ra hết rồi mới chắc chắn là nhảy vào đây bắt thì chắc chắn là hiểm, hiểm. Do đó là cái khả năng kịch bản thứ nhất á nó hồi lên thì chúng ta bán ra, sau đó nó sẽ rủ xuống, nó nhấn xuống tiếp, nhấn xuống sâu. Đấy. Thì anh chị lưu ý. Còn cái khả năng thứ hai đó là nó sẽ đánh lên luôn, nó sẽ hồi lên đi chạy lên luôn á, thì đó là khả năng này sẽ thấp. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Lịch sử đó đang là không có phiên đạp nào mà nó mạnh như thế này, nó biến đồ nó lớn, cái mở biến lớn thế này cả, và biến lớn thế này chỉ có rơi thôi đúng không? Đấy. Như vậy thì rõ ràng là nhiều phân tích nhiều khả năng, thì rõ ràng là khả năng rồi thì tuy nhiên cái phân tích chỉ có khả năng là sai hoặc là đúng anh chị nhé, vấn đề là chúng ta phải có cơ sở phân tích thôi. Đấy. Giờ còn mình đánh giá thì rõ ràng là cái khả năng là nó hồi lên chúng ta bán ra, còn nó rủ xuống, còn nếu mà nó hồi lên tiếp theo giống như giai đoạn này thì nó vậy, nó hồi lên giống như giai đoạn này thì rất khó. Đó, hồi thì rõ bởi vì cái biến đồ rầu của những phiên dù after 3 mà nó rủ để đánh lên tiếp á, thì rõ ràng nó không có biến lớn thế này trong lịch sử, rõ ràng là nó anh chị theo là thấy hiếm có những biến nào nó rất hiếm thế này đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta còn đi vào cả cổ phiếu cụ thể, chúng ta còn đi vào cả cổ phiếu cụ thể, chúng ta thấy được là tới mình là ví dụ như Techcombank. Techcombank nó rõ ràng là gì ạ? Nó cũng giống cái giai đoạn này, rõ ràng nó rủ 3 phiên rồi nó rủ 3 phiên và cái biến đồ của nó là gì ạ? Nó đã về đấy và rõ ràng nó đã về tại cái vùng này, về tại vùng giá này anh chị, nó đã tại về tại cái vùng giá này. Đấy. Tức là vùng giá hôm nay là giá đóng cửa ở 49.500 và giảm 5,5%, rõ ràng là nó đã về vùng giá này. Đấy. Nó sẽ có khả năng nó sẽ hồi lên, và tất nhiên đối với cổ phiếu này nó hồi lên thì anh chị sẽ bán ra,
thôi lên đây chúng ta bán ra, chúng ta không tham gia bởi giai đoạn này nữa, bởi vì chúng ta đã ăn nhiều rồi, đúng không? Chúng ta đã là nhiều. Và nó giai đoạn này nó cũng giống như giai đoạn này chị, nhiều khả năng nó giống lên giống đấy, sau đó nó nói gì ạ? À, nó lại hồi lên đây, à nó đạp xuống nó hồi lên đây, nhưng sau phiên hồi này phiên rủ xuống ở đấy nó đang gì ạ? Phiên rủ xuống đấy rất là thảm không đấy, rất là thảm không đấy. Đấy, giống như giai đoạn này thì đó đang đó là cái cách để anh chị thứ gì trong đây, nếu anh chị còn cầm cổ phiếu này ấy, nếu anh chị còn cầm cổ phiếu này đó đang là chúng ta lúc này chúng ta chưa tới bán ra đúng không à, nếu mà nó về mà thủng cái vùng này này thì anh chị bán ra đúng không, về thủng cái vùng này, thủng vùng này thì anh chị bán ra tiếp. Còn bây giờ nếu mà phía ngày mai ngày kia nó hồi lên thì chúng ta chơi hồi lên chúng ta bán ra rút ra nhá, còn tham gia bởi đối cổ phiếu nó lúc này là không, bởi vì là nhiều khả năng nó sẽ hồi lên giống đấy và sau đó nó sẽ đạp xuống đấy tiếp, mà đạp xuống đấy rõ ràng là sản xuất này sẽ cao hơn đấy. Còn giống như giai đoạn này thì nó hiếm khi xảy ra gì này, giai đoạn này với giai đoạn này bây giờ nó không giống nữa, bởi vì mức độ đạp chứ, mức độ đạp thường rất sâu, mức độ đạp sâu. Còn đấy giờ phiên rủ rõ ràng là biến nó hẹp, còn ở đấy cái biến nó rất lớn, cái biến nó rất lớn là gì nhá, đồng thời gì nè, đồng thời cái volume của nó cũng lớn, cái vốn của nó lớn là gì? Hôm nay hôm qua là đóng cửa là giảm có 4%, nhưng hôm nay là đóng đến giảm đến là 5.5%, như vậy chứng tỏ đang dòng tiền vẫn ráp quyết liệt và volume này rất lớn, chứng tỏ dòng tiền là ra. Mình trong dùng trong cái cách tư vấn của trong bên của mình đó là phiên hôm nay nếu mà hôm nay nó hồi lên bên mình vẫn nhảy vào mua, nhưng rất tiếc là cổ phiếu này không hồi lên, và đấy đó là phiên hôm nay chúng ta đánh dấu được một phiên knock out rồi. Knock out là gì? Đấy, đó là cái cách mà để rồi anh chị cũng còn đối với cái cách là như vậy anh chị nhá, như vậy đối với cổ phiếu này thì anh chị mình phân tích mấy cổ phiếu, hai cổ phiếu trong ngân hàng và hai cổ phiếu trong chứng khoán thôi, để anh chị thấy cái cách để đành chúng ta xử lý đối với tài khoản lúc này. Còn bây giờ tham gia mới là không có cổ phiếu nào chúng ta tham gia anh chị nhá, không tham gia lúc này, ta đứng ngoài nghỉ ngơi xem thị trường họ vận động thế nào chúng ta mới tham gia. Tiếp theo là ví dụ ACB chẳng hạn, thấy chưa, sau quá trình đi lên có thể được rút rất đứng thôi. Anh chị mà theo dõi video của mình thì rõ, đặc biệt là cả anh chị nằm trong Zoom của mình thì rõ là anh chị thấy rõ là bên giai đoạn này bên mình bán ra rồi. Đấy. Và trong cả video của mình thì mình nói anh chị mà theo dõi đó thì anh chị thấy cái cách chơi của mình là ăn mỏng đúng không? Tất nhiên lòng tham thì không biết bao nhiêu, vừa như ACB hôm nay thì cái volume của nó là nhỏ hơn hôm qua. Đấy, nhỏ hơn hôm qua. Tuy nhiên cái biến rơi đó nhá, biến rơi hôm nay rất lớn. Hôm nay 6.5%. Hôm qua là có 5.1%, như vậy hôm nay tiếp tục rơi tiếp. Như vậy rõ ràng cái giai đoạn này là một giai đoạn độc áo và dòng tiền ra, dòng tiền lớn là ra anh chị nhá. Còn bây giờ là nếu anh chị mà đang có chưa vẫn đang tiếp tục nắm giữ, bởi vì có nhiều người ta vẫn nắm giữ anh chị, bởi vì người ta có thể mua tại vùng này đấy, người ta mua tại vùng này thì rõ ràng trong quá trình đi lên từ đây đến đấy là cũng mất thời gian cũng khá lâu, tuy nhiên về đấy người ta vẫn đang lại rất nhiều, người ta vẫn còn lại rất nhiều. Đấy, thế đó là có thể đang cầm, thế đó là anh chị cầm. Còn nếu hôi lên đó, nó hôi lên thì để anh chị bán ra. Nó hôi lên thì anh chị bán ra. Còn nếu mà nó rơi tiếp thì chúng ta bán ra thôi, bởi vì nếu anh chị có bên mình thì bán lâu rồi, bán cổ phiếu này lâu, bán từ tuần trước. Anh chị mà theo trong cái đặc biệt là cái gì trong Zoom của mình thấy rất rõ. Ở bên mình tư vấn rất rõ, còn anh chị theo dõi cả video mình nói rất rõ trong giai đoạn này bán lên. Bởi vì trong cái cách bán cổ phiếu mình có một cái video trong cái kênh của mình nhất là mình có nói cách bán cổ phiếu là nó điểm nên là một thứ hai là biến đổi dao động giá đấy lỏng lẻo tích cực và nên giá đứng đấy, nên giá đấy đứng anh chị, đứng thế đó là chúng ta phải bán ra, đó là cách bán. Trong cả huyền thoại đầu tư ví dụ Mac Mini chứ không có nói rất rõ cách đó, mà bên mình vẫn dùng theo cách đó, thì rõ ràng là đó là cái cách chiến thuật để chúng ta chờ tham gia giai đoạn này. Còn bây giờ tham gia mới không anh chị nhá, bắt đẩy là không nhá. Bên mình là cái cách mà chơi mà chiến thuật bắt đáy là không có, chỉ có bên mình nhiều phải chấp nhận là mua đắt để bán đắt thôi, chứ còn đắt hơn thôi, chứ còn mua rẻ bán đắt là không đấy, mua đỏ bán xanh cũng không nhá, chấp nhận mua khá xanh, nhưng khi chấp nhận mua xanh thì bán xanh hơn thôi đấy. Còn tiếp theo là mình nói về một cổ phiếu tiếp theo là dòng chứng khoán lẻ đẻ đái. Anh chị thấy không ạ, hôm nay là một phiên mà nó giảm là gì ạ, giảm đến 6.7%, nếu mà tăng thì 6.9% nó tăng trần đấy. Hôm nay gọi là phiên là gọi là giảm gần sàn, hay giảm gần sàn gọi để đái đúng không? Đó là sau quá trình đi lên là vậy, mức độ chúng ta thấy vậy, giai đoạn nó rất lớn, đấy, biến đồ giá đồng giá lớn, đấy, đúng chưa? Và tạo ra các khoảng trống với giá,
anh chị mà nghiên cứu trong trách của mắc mình thì cũng có nói rất rõ, và trong mình không không phải nói qua quá về mình, trong kênh của mình có nói về cách bán cổ phiếu, mình có lấy ví dụ cụ thể đấy, mình có lấy Hòa Phát, Hoa Sen này, VP Bank, LVB, mình có nói hết đấy đấy. Và cái volume hôm nay thì nhỏ hơn như ba cây liên tục là gì, kể cả tính cả một cái quá trình, chứ rõ ràng hôm nay mình đánh giá là gì, rõ cái vốn của ba phiên hôm nay rất là quyết liệt. Cổ phiếu này sẽ hồi lên, sẽ hồi lên, và quá trình hồi lên mà anh chị còn cầm hàng rồi anh chị chờ hồi lên để bán ra đấy. Còn tham gia mới không đấy, tham gia mới không anh chị nhé. Còn họ mua thì một người số người bên mình bán ra rồi, còn những anh chị mà có thể mua tài vùng này chẳng hạn, thì đó là bây giờ có rơi thế này người ta vẫn đang lại đúng không? Tất nhiên có nhiều người có thể quan điểm nói là lỗ, chứ không phải lỗ mà do lỗ tiền lãi, lỗ tiền lãi chứ không phải lỗ tiền gửi vốn của mình. Tất nhiên mình mà thời gian thôi, nhưng mà nó mua đấy chẳng hạn, điểm mua đúng là mua đấy, đang đây lên đấy rủ xuống đấy đang lời nhiều đúng không? Đấy. Tiếp theo là HCM. HCM cũng vậy. Anh chị thấy không ạ? Cái biến đồ của nó vùng này đứng này, lỏng lẻo này. Và hôm nay là ba phiên liên tục, cái phiên hôm nay còn là phiên giảm, nếu tính nó tăng thì 6,9% một tuần đấy, giảm hôm nay là giảm sàn luôn đúng không? Xem cho HCM này. Đấy, HCM giảm giảm sàn, trong chứng khoán là giảm sàn BSI, VAGR đấy, HCM giảm sàn đấy, đấy. Rõ ràng là nó giảm sàn anh chị này, nó về vùng này đây, nó về cái vùng hỗ trợ này thôi, về vùng hỗ trợ này nhiều khả năng thì nó sẽ hồi lên đây, với anh chị sẽ bán ra thôi, hồi để bán ra cho anh chị không mua. Cái mức độ biến đồ ra vùng vùng này anh chị này, nó cũng giống như vùng này này, nó giống như vùng này. Tất nhiên ra rào sáu đỏ có thì nó sẽ có quá trình hồi lên tích lũy nhẹ đấy, nhưng mà chúng ta bán ra nha. Nhìn chúng đây cái phiên hôm nay và cái kết hôm nay, kết quả hôm nay này nó rõ hơn phiên hôm qua. Hôm qua thì chúng ta còn đây có thể nhận định được là hôm qua nó khó, bởi vì là cái kết quả giá gì mà nó cả chỉ tiêu thì nó đang nó cập nhật nó không đầy đủ, do đó là phân tích thấy khó. Nhưng phiên hôm nay nó rõ hơn, kết hợp phiên hôm qua phiên hôm nay nó rõ hơn, rõ ràng thị trường rõ ràng là nó xấu rồi, là nó cảnh báo rồi, do đó anh chị mà có thì anh chị rút ra thôi. Còn nó có lên thì ta chúc mừng tôi, để chúng ta tham gia giai đoạn 6. Giai đoạn này chúng ta giai đoạn này chúng ta rút ra cổ phiếu để chúng ta nghỉ ngơi thôi, bởi vì trong một cái chu kỳ đi lên một cái thị trường thì đó là chúng ta cũng được được nhiều rồi đúng không, được nhiều rồi thì nó chúng ta nên nên, nên, nên chúng ta hạ ra bây giờ cũng được rồi đúng không, cũng chả biết bao nhiêu chứ đủ đấy. Còn cái giao dịch thì lúc này mình nói rồi, có hai kịch bản là một là nó hồi đi lên luôn thì xảy ra thấp, còn cái xác suất là nó hồi lên sau đó rủ xuống thì xác suất sẽ cao hơn, thì anh chị nghiên cứu. Và theo mình thì anh chị nếu trong giai đoạn này anh chị còn cổ phiếu thì đó anh chị cũng nếu nó hồi lên thì anh chị bán ra không cầm nữa đấy, chúng ta chơi một sóng mới, chúng ta chơi lại. Còn kết thúc phiên thì mình cũng có một số nhận định mang tính nhận của cá nhân để chúng ta tham khảo nha. Anh chị xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình có thêm động lực phân tích về thị trường, chúng ta có thêm kênh tham khảo. Xin chào các anh chị và hẹn các anh chị trong video ngày mai.